nữ anh hùng Ngô Thị Tuyền, người vác thùng đạn nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể. Hồi ấy, bà mới 19 tuổi, cân nặng chỉ có 42 kg. Chính bà cũng không ngờ lúc đó lại vác được cùng lúc hai hòm đạn nặng 98 kg. Gặp phải hai hòm đạn đai sắt móc vào nhau, mọi người dùng thủng bật ra nhưng chưa được. Khi đó, đạn pháo 37 ly trên tàu gần cạn kiệt, chỉ cần bộ đội ngừng bắn trả một phút là cầu Hàm Rồng có thể bị phá hủy. Tình thế thật cấp bách, cô gái trẻ Ngô Thị Tuyển quả quyết, nhờ đồng đội nâng hai hòm đạn lên vai, rồi vác luôn chúng chạy băng qua hào sâu, dưới mưa bom để tiếp đạn. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà vinh dự được tặng thưởng hai huân chương chiến công hạng 3, được gặp Bác Hồ 3 lần và được chính Bác tặng huy hiệu của Người, 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Ngô Thị Tuyển được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.